save với Sami Skrini. Nhiều rebound hơn. Thái Quang. Và xử lý tuyệt đẹp của Thái Quang. Đây là thời điểm mà người chạm bóng cuối cùng trong những video là ai? Tháo vượt. Đi. 2 điểm của bóng. Và giành thứ 12. Đang báo động. Một ghi điểm rất đẹp mắt của Moro. Swin có hiệp trợ từ Justin Young, vẫn là Swin, tay trái, lại là 2 điểm cho Swin. Hai đội gặp nhau ở trạng tập trung. Jeremy Smith, quá hay, tuyệt vời Jeremy Smith, tình huống đánh isolation.